Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn rời rạc và chưa mang lại thành công, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã triển khai gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số và hỗ trợ tư vấn cho 50 đơn vị. Chương trình đã sàng lọc ra 50 doanh nghiệp có độ sẵn sàng cao theo một số tiêu chí ưu tiên. Trong giai đoạn đầu, Cục đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Chương trình đã đạt được một số kết quả tích cực. Khoảng 1.500 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để có phương hướng triển khai. Hơn 10.000 doanh nghiệp tại 40 địa phương được đào tạo trực tiếp và chuyển đổi số. Các hoạt động của chương trình đã góp phần vào sự tăng trưởng rõ rệt trong nhận thức và đầu tư cho chuyển đổi số tại các doanh nghiệp.